51 rồi. Cái này là nếu mà mình mua trả góp thì chỉ cần trả trước 5 triệu là có xe rồi. 5 triệu là có xe rồi. 4 triệu được không em? Dạ được luôn, cửa hàng em có hết, đỡ hết luôn. Quá đẹp luôn chị ơi. Thì nằm ngay trên quốc lộ 51 luôn chị ơi. Ở xe lưu thông rất là dễ dàng nè. Hello, chào cô chú anh chị các bạn gần xa đã đăng ký và theo dõi kênh YouTube Mỹ Motor em nha. Hôm nay cũng tiếp tục cập nhật giá xe cho quý anh chị mình ha. Dòng Sonic Sachia và hệt 155. Đó thì địa chỉ cửa hàng là ấp 5 An Phước, Long Thành, Đồng Nai nha quý anh chị. Đó thì hôm nay sẽ gặp em Ngọc. Rồi chào em. Dạ chào anh. Em là Ngọc, là nhân viên của cửa hàng xe máy Sơn Đốc Pháp. Rồi ok em. Thì hôm nay em cập nhật giá Sachia Sonic hệt 55 cho anh ha. Ok em, thì mình bắt đầu từ ở trong nha em. Em vô trong báo giá dài ở đây. Ở đây anh thấy là có chiếc Edge 55 là màu mới về luôn đó chị ơi. Từ từ nha. Ok. Chào em. Dạ. Rồi, chiếc đỏ đi em. Dạ anh, đây là Sachia. Giá của nó là 56 năm. Cái này là màu độ nha. Mâm đỏ luôn. Cái màu độ là giá là cao nhất đúng không em? Dạ. Đó, màu độ là giá là cao nhất trong cửa hàng nha quý anh chị. Còn cái màu zin của nó là rẻ là 50 55 anh. Nếu mà màu zin của nó là 55. Màu zin là 55. Dạ. Còn ở đây thì anh thấy là chiếc này là nó kêu bằng sao em? Cái này là của xe hãng, cũng xe chi mà của Việt Nam. Chính hãng. Giá của nó là 51 triệu. Có 51 rồi. Dạ, đúng rồi. Cái này là nếu mà mình mua trả góp thì chỉ cần trả trước 5 triệu là có xe nha. 5 triệu rồi có xe rồi. Dạ. 4 triệu được không em? Dạ được luôn, cửa hàng em có hỗ trợ hết luôn. Quá đẹp luôn anh chị ơi. Cũng nghe nói là cửa hàng mình quý chị ở xa mình đi lại thì cũng có hỗ trợ tiền xăng đúng không em? Dạ đúng rồi. Hỗ trợ bao nhiêu em? Anh chị cứ tới cửa hàng và liên hệ với em qua số điện thoại là 0339 367 196. Thì em sẽ hỗ trợ tiền xăng cho mình từ 500 đến 1 triệu. 500 hả? Dạ, 1 triệu luôn. 500 đến 1 triệu. Dạ. Ok quá. Rồi, tiếp theo đây em cập nhật cái chiếc Sachia màu trắng này cam cam màu đỏ nè. Quá đẹp luôn. Dạ, đây là Sachia tư nhân. Giá của nó là 56 năm. Màu của nó là màu độ trắng, đỏ, đen. Và mâm của nó là mâm màu đỏ luôn ạ. Ok. Giá là 55 hả em? Dạ, 56 năm anh. 56 năm. Màu 3D, màu độ. Màu sơn 3D, nó mắt dạ, hơn. Dạ. Ok. Rồi, ở đây chiếc này luôn đi em. Cái này là màu Sachia của tư nhân luôn. Nó là màu zin. Giá của nó là 55 triệu. Màu đỏ đô, sơn nhám nha quý chị nha. Có logo là in nổi luôn quý chị ơi. Nổi hoàn toàn nha. Sachia luôn nè. Đẹp luôn. Rồi tiếp theo thì mẫu cái này là mẫu của hãng là Việt Nam. Giá xe của nó là 51 triệu. Ok. Giá chiếc này là rẻ nhất trong cửa hàng nha quý anh chị. Dạ. Về phần máy móc thì nó cũng tương tự thôi anh chị ơi. Chỉ khác nhau cái tem thôi và cái nơi mình sản xuất thôi ha. Ok. Dạ. 51 triệu. Dòng này thì trả trước bao nhiêu em? Dạ cái này thì trả trước tầm 5 triệu là có xe nha. 5 triệu. Dạ. Cái này là bên em có khóa chống trộm luôn nè. Thì nếu mà anh chị mua xe bên em á thì khóa chống trộm bên em nó sẽ giảm giá được 50%. Dạ. Rồi ok, giảm 50% luôn chị ơi. Dạ đúng rồi, giảm 50%. Rồi ở đây anh thấy là chiếc màu tem trắng nè, màu đen có tem trắng nha. Cái này là của Sachia tư nhân. Giá của nó, cái này là màu zin nha. Giá của nó là 55 triệu. Trả trước á, nếu mà mình trả trước thì tầm 7 triệu là có xe. Theo dòng này trả cao quá nha em. Dạ đúng rồi, nó là hàng nhập á anh. Nhập máy nó tốt luôn nha. Dạ mấy, ok hơn anh. Mâm của nó mâm đỏ luôn nha. Rồi tiếp theo đi em ơi, chiếc màu đỏ đô nữa nè. Dạ cái này là giá của nó là 56 năm. Cái này là màu đỏ luôn nha. Mâm đỏ luôn. Rất là liền màu nha anh chị. Chiếc này cái đó, này từ trước ra sau luôn. Rất là đẹp, tem. Tem là cái tem nó là sơn 3D luôn nha các bạn. Đấy. Không có bông chốc nha. Rồi ok, tiếp theo chiếc màu xanh em. Dạ, đây là màu xanh, đây là màu zin nha. Giá của nó là 55 triệu. 55. Dạ. Thì nãy giờ cái lô Sachia thì anh thấy là chiếc 51 triệu. Đó, dạ, chiếc rồi. Xe đó là rẻ nhất dạ, trong cửa hàng. Đây là phiên bản của Việt Nam.
Rồi, quý anh chị mình cứ tha hồ mình lựa chọn ha, đủ màu luôn nha. Rồi, tiếp theo là dòng mạch 155 đi em. Dạ. 155 này anh thấy là còn hai màu nè, trước mắt là hai màu ở đây nha, màu dạ. trắng. Màu trắng này trước đi. Cái này là 155, đẹp 155. Phiên bản của nó là phiên bản khóa thường. Khóa thường ha. Dạ. Đây. Rồi. Giá của nó là 45 triệu. 45 triệu dòng. Dòng này là đưa trước bao nhiêu em? Dạ, cái góp này là đưa trước tầm 4 đến 5 triệu là có xe ạ. Ừ, 4 đến 5 triệu thôi. Dạ. Ok quý anh chị nha. Cái mẫu rồi. Này là đang hot nhất đó. Nó có F155 nó mới ra nữa nè, nó có cái sàn chắn gió ở dưới đây nữa nè. Ừ, nó đúng rồi, đúng rồi. Là nó tăng tiến hơn 150 là có cái sàn chắn gió này nữa. Ừ, ok. Rồi, ở đây anh thấy chiếc màu vàng khá là đẹp luôn quý anh chị nha. Dạ, màu đây. Này là màu một độ nha anh. Này, tem là tem 3D luôn nè, tem sơn nha. Không có bong chóc gì hết. Rất là đẹp nha quý chị. Rồi, cập nhật giá cho anh luôn nè. Dạ, xe này có giá là 46 năm nha anh. Ừ. 46 năm. 46 triệu 500. Dạ. Ok. Rồi, chiếc này thì trả trước 5 triệu là có xe nha. Trả trước tầm 5 triệu. Dạ. Thì dòng này có chìa khóa thông minh nha. Smart key. Ừ. Rồi bên đây là có cái là có ổ. Cái này để mình ổ sạc gì? Sạc điện thoại hả? Dạ. Quá ok luôn anh chị nha. Cái màu thì khỏi nói rồi. Khá là sáng luôn, rất là đẹp luôn nè. Rồi, ok. Bên đây anh cũng thấy là hai chiếc Sachia và dòng Sonic. Em cập nhật giá nốt cho anh luôn nha. Dạ rồi. Cái này Sachia này là dạ, cái màu này là màu xiên. Giá của nó là 55 triệu. Màu riêng theo xe nha anh chị. Dạ. Yeah. Mâm đỏ. Mâm đỏ. Tem dán nha. Ok chưa? Rồi. Tiếp theo luôn em ơi. Dạ, cái màu này là cái màu cà phê sữa. Giá của nó cũng là 55 triệu luôn. Cái màu này là màu riêng luôn, mâm đỏ luôn. Rồi, tiếp theo thì tới dòng Sonic nha anh chị. Ở quý anh chị nào fan Sonic size chia 55 like mạnh nha anh chị nha. Yeah. Rồi. Cái này là Sonic, màu của nó là màu trắng đen đỏ. Giá của nó là 55 triệu nha. Cái này mình chỉ cần trả trước 6 triệu là có xe nha. 6 triệu. Dạ. Đó, thương lượng thì anh em mình không đủ tiền trả 5 triệu. Dạ được luôn. Bán không? Được luôn anh. Cửa được luôn hả? Hỗ trợ luôn. Dạ. Rồi ok quá. Rồi ở đây thì anh thấy rất là nhiều màu nè. Đó, thì tới đây đi em. Tới con dạ. này. Dạ, con này là cái màu của nó cũng là màu xanh luôn. Giá của nó cũng là 55 triệu. 55 á em, hình như là không. Đúng không? Không anh. Anh thấy cái màu này là nhiều 53 á. 53 triệu anh. 53, 53 triệu. Đúng không? Dạ, 53 triệu. Đấy. Con này là 53 nha quý anh chị. Còn về cái phần màu độ á, màu sơn độ 3D thì nó hơi giá cao nha quý anh chị nha. Rồi tiếp theo đi em. Dạ, này là Sonic. Màu của nó là màu xanh, màu xanh, màu đỏ nha. Bình dương giá, ha. Giá của nó cũng là 55 triệu luôn. 55 triệu là cho màu độ. Dạ. Đấy, rất là đẹp. Rồi, đây thì cũng có màu vàng nè. Và màu gạch son nè. Màu vàng này nổi quá, đẹp quá. Đây. Rồi, giá là chiếc này luôn em ơi. Dạ, giá của hai chiếc này là cũng ngang nhau luôn. Cũng là 55 triệu luôn. 55 luôn, đồng dạ, giá luôn rồi. Em. Dạ. Rồi anh em mình tha hồ lựa chọn nha, đủ màu luôn nè. Màu gạch son này cũng đẹp nữa nè. Đó, sơn 3D luôn. Đó, không chống bong chóc luôn anh chị ơi. Quá đẹp luôn này. Dạ. Rồi ok em. Cái hồ sơ để thủ tục trả góp bên em thì rất là đơn giản, chỉ cần là chứng minh nhân dân gốc với lại hộ khẩu hoặc là chứng minh nhân dân gốc với bằng lái xe là làm thủ tục. Có thể được hen. Dạ. Rồi ok. Làm hồ sơ rất là nhanh. Trong vòng 15 phút là rồi. Làm xong hồ sơ. Rồi em có thể nhắc lại cái địa chỉ cửa hàng mình cho anh chị mình dễ đi không? Dạ có, dạ được. Địa chỉ của em là ở ấp 5, Phước, Long Thành, Đồng Nai. Ấp 5, An Phước, Long Thành, Đồng Nai nha anh chị. Đó, thì nằm ngay trên quốc lộ 51 luôn anh chị ơi. Đó, xe lưu thông rất là dễ dàng nè. Rồi ok, chào em nha. Dạ em chào anh chị. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp quý chị trong những video tiếp theo.